Khánh Thi dàn dụ nước mắt kể cay đắng khi mang thai, bị băng huyết vì áp lực gia đình. Đang mang thai con thứ hai sắp đến ngày sinh nở, Khánh Thi bỗng xuất hiện trên truyền hình và kể lại hành trình yêu đầy áp lực với Phan Hiển. Nữ kiện tướng Dashboard Khánh Thi hiện đang mang bầu em bé thứ hai ở giai đoạn cuối thai kỳ. Ở lần mang thai con gái, Khánh Thi hạnh phúc hơn vì đã có tổ ấm viên mãn bên ông xã Phan Hiển cùng cậu con trai Kubi. Tình yêu của cặp đôi ngày càng được nhiều người ngưỡng mộ, trong khi đó lần mang thai đầu tiên, cô chịu đủ áp lực và cay đắng. Trong show truyền hình Là Vợ Phải Thế tập 10, Khánh Thi cùng ông xã Phan Hiển xuất hiện trong chương trình và đã có nhiều tâm sự xúc động về hành trình yêu đầy trắc trở của mình. Bà bầu 37 tuổi đã bật khóc vì không thể quên những ngày tháng đó. Chênh lệch nhau đến 12 tuổi, chuyện tình của Phan Hiển Khánh Thi đã trải qua bao thăng trầm áp lực từ gia đình, bạn bè và xã hội. Để có được trái ngọt của ngày hôm nay là cả một quãng đường dài đầy chông gai mà cả hai nghệ sĩ âm thầm bước qua. Khánh Thi kể, sau 2 năm chia tay với Phan Hiển, cô bất ngờ thông báo có thai khiến bạn trai không khỏi hoang mang vì lo sợ gia đình không chấp nhận khi hai đứa âm thầm quay về bên nhau. Trước đó họ bị gia đình ngăn cấm không muốn có bất cứ liên hệ gì với nhau. Như cặp đôi đã dự tính, gia đình hai bên không ai tin được Khánh Thi đang mang thai vì tuổi tác của cô và mọi người vẫn hay cho rằng nghệ sĩ múa rất khó khăn trong việc có con. Khóc nức nở khi nghĩ lại mọi chuyện đã qua, Khánh Thi cho biết bản thân khi ấy phải chịu rất nhiều áp lực, khiến cô không ít lần phải nhập viện khi đang mang thai đứa con đầu lòng. Trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ có Phan Hiển đi ngược lại mọi thứ và ở bên cạnh âm thầm làm chỗ dựa vững chắc cho bạn đời để đối đầu với sóng gió dư luận đang bủa vây. Cũng chính Khánh Thi cũng từng nhận ra rằng cô không nhận lớn tuổi hơn Phan Hiển mà bản thân lại là một giáo viên thì điều ấy lại không phù hợp với định kiến xã hội. Nữ kiện tướng nghĩ rằng mình sẽ không lấy chồng và sẽ nuôi con một mình. Những suy nghĩ ấy cứ đè nặng trong lòng Khánh Thi, gây ra không ít lần cô phải nhập viện vì băng huyết và bị bác sĩ chẩn đoán rất có thể sinh non trong tình cảnh ấy. Câu chuyện được hé lộ trong Là Vợ Phải Thế tập 10 phát sóng 21:30 tối ngày thứ ba 12 tháng 6 hôm nay.